Thưa quý vị, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ thông tin phản ánh và báo cáo về việc bệnh viện Ung biếu Thành phố Hồ Chí Minh câu bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ. Theo đó, tại văn bản khẩn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ký Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết đã nhận được phản ánh về việc bệnh viện Ung biếu Thành phố Hồ Chí Minh câu bệnh nhân ra bệnh viện tư mổ dưới mắc liên kết chuyên môn sau khi xem xét cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh làm rõ các thông tin phản ánh trên có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và nghị định số 117 năm 2020 ndcp nếu có vi phạm. Đồng thời khẩn trương báo cáo về Bộ Y tế và công khai trên các cơ quan báo đài. Kết quả phải báo cáo về cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày 24 tháng 3 năm 2022. Cục quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền giáo dục về pháp luật cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân thực hiện đúng quy định thực hiện đúng quy định của luật khám chữa bệnh, nghị định 109, nghị định 155 và các văn bản liên quan.